Vâng, xin chào mừng quý khách hàng đã trở lại với kênh Lâm Huy Xe Tải. Em là Huy, là chuyên viên tư vấn với công ty ô tô Phú Cường. Và hiện tại tại công ty ô tô Phú Cường bên em vừa về con xe Jack N650 Plus với phiên bản là dòng Jack N650 Plus, là phiên bản dòng cao cấp nha, trong cái dòng Jack N series nha quý khách hàng. Thì là thùng là dài 6,2 m và tải trọng là 6,6 tấn. Thì cái dòng xe Jack N650 Plus này nó sẽ có hai màu, ba màu cơ bản nha quý khách hàng, là trắng, bạc, xanh và bạc nha quý khách hàng. Và thường là quý khách hàng ưa chuộng những cái dòng mà có màu trắng và màu xanh nha quý khách hàng. Màu bạc thì rất ít khi quý khách hàng chọn. Thì cái con Jack N650 Plus này đang có giá theo chính sách bán hàng là 665 triệu xe và thùng. Chi phí giá tạo đâu đó tầm khoảng là 26 triệu nha quý khách hàng, tầm khoảng 26 triệu là lăn bánh cho quý khách hàng ngoài chi phí. Thì ngoài cái chi phí giấy tờ ra thì bên em có hỗ trợ cho quý khách hàng là làm những cái option xe, như là mình sẽ bọc ghế da, bọc giường, bọc trần 5D, cũng như là gắn cảm hành trình cho quý khách hàng luôn. Thì cái dòng xe tải Jack N series là cái dòng xe tải rất là nổi bật cho quý khách hàng. Đó là cái phiên bản của nó là phiên bản đầu vuông và thiết kế là nhìn rất là cứng cáp và mạnh mẽ cho quý khách hàng. Với thiết kế là gương hộp cỡ lớn, gương hộp cỡ lớn cho quý khách hàng. Đây. Và thùng của nó là đóng rất là chắc chắn nha quý khách hàng. Thùng 6,2 m, chiều ngang là 2m15 và chiều cao là 2m1 nha quý khách hàng. Đấy, thùng đóng là thùng tiêu chuẩn nhà máy với đà, con lương, bản lề, sắt là sắt ô đúc nha quý khách hàng, sắt. Và vách là vách ngoài là inox, vách trong là tôn kẽm, phía giữa là sẽ có một miếng mút xốp cho quý khách hàng. Thì sẽ mở được là 7 cửa bẩn. 6 cửa bẩn trên đều hai bên và một cửa bẩn phía sau. Thì đối với con Jack N650 Plus này thì sẽ có hỗ trợ cho quý khách hàng vay vốn ngân hàng lên đến là 75-80% giá trị xe. Thì quý khách hàng đâu đó tầm khoảng là 180 triệu là quý khách hàng có thể sở hữu con xe này rồi. Thì ngoài ra thì bên em sẽ có hỗ trợ cho quý khách hàng ở các khách quý khách hàng ở tỉnh mà muốn lấy biển số thành phố vẫn sẽ có hỗ trợ cho quý khách hàng luôn. Đấy. Thì bên em sẽ chuẩn bị và làm hồ sơ hết cho quý khách hàng. Quý khách hàng chỉ cần cung cấp cho bên em là căn cước công dân. Đối với quý khách hàng nào đã có gia đình thì cho em xin căn cước công dân của hai vợ chồng và giấy đăng ký kết hôn. Và quý khách hàng nào chưa có gia đình thì cho em xin cái giấy xác nhận độc thân của phường xã để em lên hợp đồng và gửi bên ngân hàng làm hồ sơ cho quý khách hàng. Thì nếu mà quý khách hàng nào muốn mua xe về vay ngân hàng thì quý khách hàng sẽ cọc cước cho bên em tầm khoảng là từ 10 triệu để em lấy số hợp đồng và gửi ngân hàng làm hồ sơ cho quý khách hàng. Thì thủ tục làm hồ sơ đâu đó tầm khoảng từ 7 tới 10 ngày là quý khách hàng có thể nhận xe về tải hàng được rồi. Thì quý khách hàng nào có nhu cầu về xe Jack N650 Plus, ngoài cái dòng xe này bên em còn có những cái dòng xe tải của Jack N series lớn hơn là Jack N800 tải 8,4 tấn, tải 8,4 tấn và thùng dài là 7,6 m, và Jack N900 là tải 9,1 tấn và thùng dài 7 m. Ngoài ra có các cái dòng xe tải phao, đông phen và các dòng xe tải khác có Isuzu luôn nha quý khách hàng, Vim đầy đủ cho quý khách hàng lựa chọn. Thì video của em đến đây là kết thúc. Quý khách hàng nào mà có nhu cầu thì cứ comment các dòng xe khác, cứ comment dưới cái phần mô tả hoặc là cứ các bạn Zalo với em với số điện thoại là 0901 270 268, sẽ tư vấn cho quý khách hàng 24/7 luôn. Thì quý khách hàng nào có nhu cầu cứ liên hệ đến em. Thì hiện tại em xin kết thúc video tại đây. Chào quý khách hàng.